Điểm chung hiếm hoi của Trấn Thành Hari Won dành tình yêu to bự cho giọng ca uy lực nhất Hàn Quốc. Trấn Thành và Hari Won đồng loạt đăng tải hình ảnh chụp chung với Soo Ha Jan trên trang cá nhân. Cả hai dành rất nhiều lời hay ý đẹp thể hiện sự ngưỡng mộ nữ diva này. Ngày 21 tháng 6 tới đây, live show ca nhạc tầm cỡ của nữ ca sĩ Thu Minh sẽ chính thức diễn ra thành phố. Soo Ha Jan, diva Hàn Quốc, là khách mời danh dự trong bữa tiệc âm nhạc của nữ hoàng nhạc đen. Được biết đây cũng là giọng ca được vợ chồng Hari Won và Trấn Thành vô cùng ngưỡng mộ. Cách đây ít giờ, cả Trấn Thành và Hari Won đồng loạt đăng tải hình ảnh chụp chung với Soo Ha Jan trên trang cá nhân. Được biết cặp đôi đình đám của showbiz Việt vừa mới đón Soo Ha Jan tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi nữ diva tham gia vào sự kiện âm nhạc. Tâm sự trên trang cá nhân, Hari Won tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội gặp lại diva hàng đầu Hàn Quốc. Cô cho biết nghe nhạc của Soo Ha Jan từ năm 19 tuổi, bà xã Trấn Thành không quên chia sẻ sự hiểu biết của mình về thần tượng. Đây là một danh ca được săn đón tại xứ Hàn. Theo lời kể của Hari Won, Soo Ha Jan là một ca sĩ cán chọn trong việc lựa chọn chương trình mình xuất hiện tại quê hương. Tuy nhiên, diva xứ Hàn lại rất ưu ái tới Việt Nam và lần này đến để song kiếm hợp bích cùng Thu Minh tạo nên dấu ấn lịch sử. Bởi cả hai đều sở hữu quãng giọng cao hiếm có của khu vực châu Á. Nếu kết hợp thì chưa biết ai sẽ đàn áp ai và sân khấu sẽ bùng nổ tới cỡ nào. Gặp lại ngôi sao mình yêu thích, Hari Won hào hứng chia sẻ. Ca sĩ Soo Ha Jan, danh tiếng của chị ấy Hari nghe từ 19 tuổi. Showbiz Hàn Quốc ai cũng săn đón chị từ nhỏ, mà do chị không thích nên không tham gia. Chỉ đi nhà thờ hát mà thôi đấy, cho đến khi mọi người đến nhà chị năn nỉ gần cả tháng thì mới tham gia. Xuất sắc nhất là tại chương trình I'm a Singer, thấy chị tôi chức không? Nghe chị yêu dấu của tôi tới cái là ra sân bay đón chị liền không cần suy nghĩ gì cả. Hari đã từng gặp chị lần đầu tại Hà Nội, nghe anh quản lý nói chị sẽ hát ở Hà Nội là hai vợ chồng block ngay từ một tháng trước. Mua vé máy bay, book khách sạn chạy ra đó xem. Hai ba bài chị hát xong là đi về. Sau diễn show vợ chồng mình ở lại một đêm để dẫn chị đi chơi. Thứ hai là tại Hàn Quốc chị mời mình đi ăn rồi tám vui quá trời hen. Và đây sẽ là lần thứ ba. Không chỉ Hari Won, Trấn Thành cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ cho diva Hàn Quốc trên trang cá nhân. Diva Soo Ha Jan, nữ danh ca số 1 Hàn Quốc, quốc bảo xứ Kim Chi đã có mặt tại Việt Nam. Anh háo hức chờ đợi xem hai quái vật Thu Minh và Soo Ha Jan. Khi song ca thì cục diện sẽ như thế nào? Soo Ha Jan là một nữ ca sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc, có độ phủ sóng trên thế giới. Với kỹ thuật thanh nhạc xuất chúng, giọng hát cao hiếm có, khả năng biến tấu xử lý thuần thục và sáng tạo trong âm nhạc, cô được xem là diva hàng đầu của xứ sở Kim Chi.